và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Xấu đến ám ảnh và những điều Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa nghe ngỡ ngàng hàng triệu khán giả. Suốt hành trình 13 tập Ơn Rời Cậu Đây Rồi, cặp đôi Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa đã mang đến nhiều điều bất ngờ. Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa từng gây giật mình khán giả khi thông tin họ làm trưởng phòng Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 6 được công bố. Đã có rất nhiều sự so sánh, nhiều câu hỏi tại sao không là những tên tuổi danh hài lớn hơn, lão làng hơn, kinh nghiệm hơn. Không ai nghi ngờ về tài năng diễn xuất và sự duyên dáng trên sân khấu của hai diễn viên hài trẻ trung này. Nhưng để đảm nhiệm một vị trí quan trọng như trưởng phòng Ơn Rời thì nhiều người sẽ lập tức cho rằng cả hai chưa xứng, ưu ái quá mức, chỉ nên dừng ở mức trợ diễn. Thế nhưng đó chỉ là câu chuyện trước khi phát sóng. Mùa 6 của chương trình đã khép lại sau 13 tập phát sóng và suốt hành trình này, Lâm Vĩ Dạ và Mạc Văn Khoa đã mang đến một cái nhìn khác cho khán giả. Dù đặt cạnh những cái tên đã quá thành công như nghệ sĩ Nhân Tự Long, danh hài Trường Giang và danh hài Trấn Thành, nhưng cặp đôi trưởng phòng mới đã tạo nên những kịch bản mới lạ, một phong cách độc đáo để không đụng hàng. Và nữ trưởng phòng duy nhất cộng với nam trưởng phòng trẻ nhất đã có sự kết hợp thành công, thậm chí nhiều khán giả rất mong đợi mỗi tập để được xem nét hài duyên dáng của cặp Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa. Ngay từ tập đầu tiên, Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa gây chú ý về khoản trang phục của mình. Cặp đôi chơi lớn đầu tư vào thời trang, mặc dù chỉ diện trong vài phút mở màn. MC Xuân Bắc từng nhận xét trưởng phòng Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa luôn xuất hiện với những trang phục độc đáo. Thậm chí tập nào cả hai cũng là tâm điểm ở màn chào đầu vì trở thành đối tượng để các đàn anh cà khịa. Cũng chính vì thế mà chương trình đã có những pha mở màn gây cười cho khán giả. Đôi khi cả hai cũng không ngại lố một cách đầu tư làm ai cũng phải phì cười. Còn các đàn anh nhanh chóng xa lánh, đến khi vào nhân vật trong căn phòng của mình, cả hai cũng nhiều lần gây ấn tượng cực mạnh với tạo hình xấu không nhận ra, xấu đến mức ám ảnh. Điển hình là nhân vật phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của Lâm Vĩ Dạ khi đối mặt với khách mời Ái Phương. Bà xã Hứa Minh Đạt không ít lần làm fan khán giả hú vía khi diện những bộ cánh hay các make-up không giống ai. Dù có trong hình dáng ra sao, độ tài tình mà cô mang lại mới là điểm cộng lớn nhất. Mạc Văn Khoa cũng vậy, đôi khi anh bước ra với bộ cánh với các trang điểm tạo hình không ai có thể tưởng tượng nổi, đến nỗi khán giả chỉ cần nhìn vào nam diễn viên 9X này đã thấy buồn cười. Nhưng sau tất cả các sự xấu lây lan, xấu điên đảo ấy của họ, chỉ để làm nhấn mạnh thêm câu chuyện làm người xem thoải mái những phút ban đầu và sẽ bất ngờ với những câu chuyện phía sau. Cả hai đem lại cho khán giả 13 câu chuyện trải dài 13 tập với những nút thắt mở, mảng miếng duyên dáng dí dỏm nhưng không thiếu sự sâu sắc và nhân văn. Có thể nói những tình huống trong căn phòng của hai trưởng phòng này không chỉ đem đến nụ cười mà còn lấy đi không ít những giọt nước mắt của khán giả tại trường quay và khán giả theo dõi trên màn ảnh. Lâm Vĩ Dạ sở hữu sự hoạt ngôn nhạy bén và cực kỳ nhanh trí, khiến cho nhiều khách mời không ít lần á khẩu với nữ diễn viên. Mạc Văn Khoa cũng cực tỉnh táo từ những vai khắc khổ hay trẻ trung, anh đều đảm nhận được. Nét hài độc đáo ở nam diễn viên là đôi khi anh phọt ra những câu không ai nghĩ trước được. Bất kể mọi tình huống, hoàn cảnh, dù khán giả có đang cười nghiêng ngả hay khách mời muốn gục ngã, thì cả hai vẫn chậm rãi thả miếng. Gương mặt của cả hai trưởng phòng này đều tỏ ra mức tập trung và xem mọi thứ như bình thường. Chính sự tỉnh táo đến hài hước này của cả hai đã khiến cho khán giả nhiều khi bật khóc rồi lại phải bật cười ngay. Quan trọng nhất để không bị chê là xàm nhảm, kịch bản mà hai trưởng phòng trẻ nhất Ơn Rời mang đến đều đề cao tinh thần tích cực và lòng nhân ái giữa con người với con người trong mọi tình huống. Dù khách mời có giải quyết vấn đề ra sao, hai trưởng phòng vẫn có cách để lái câu chuyện trở nên vô cùng nhân văn với cách giải quyết cực kỳ khôn khéo. Khán giả vừa có những giây phút cười khoái chí, vừa thấm thía với thông điệp mà các trưởng phòng mang lại. Mạc Văn Khoa ngày càng duyên dễ sợ, anh sinh ra là để diễn hài, chúc anh thành công hơn nữa. Lâm Vĩ Dạ với Mạc Văn Khoa diễn ăn ý lắm, cười từ đầu tới cuối. Ông Mạc Văn Khoa là vựa mối Ơn Rời Cậu Đây Rồi mà. Phòng của Lâm Vĩ Dạ và Mạc Văn Khoa càng lúc càng vui. Cô Dạ diễn quá hay. Những nhận xét đầy hào hứng của khán giả bên dưới những tập của chương trình có Lâm Vĩ Dạ và Mạc Văn Khoa cho thấy họ ngày càng duyên trong mắt người xem và có một mùa Ơn Rời thành công ngoài mong đợi.